Từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai có 10.940 hồ sơ trễ hạn, trên 2.300.086 hồ sơ tiếp nhận giải quyết. Hồ sơ trễ hạn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai. Trước thực tế này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có giải pháp để nâng cao công tác giải quyết hồ sơ đất đai, đồng thời kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh thủ tục hành chính cho phép gộp một số thủ tục hành chính có thể thực hiện đồng thời để giảm thời gian giải quyết, chẳng hạn như gộp thủ tục hành chính biến động và chuyển quyền sử dụng đất, gộp thủ tục chuyển quyền đồng thời cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, gộp thủ tục đăng ký biến động và đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác chỉ đạo đối với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn cấp huyện thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn.